Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Lại quay cho bác tiếp một con bếp Dương 3 la solid. Con này thì full 2 sensor. Đấy, full 2 bên sensor. Mặt kính vân đá, bếp tương đối là đẹp. Hầu như là 1910 khe lưỡng này. Nói chung là hầu như là xuất sắc luôn. Nói chung là 1910 luôn. Cực đẹp luôn. Đấy. Đấy, nó sẽ không ghi số ký đâu nhé. Lên full in thì nó sẽ không ghi số ký đâu. Đấy. Đấy, em cắm điện mà bật tắt bếp cũng bắt được nhìn luôn. Quá đẹp luôn. Nhà em thì em chỉ buôn những con hàng chuẩn và những con hàng đẹp. Đấy, nhiều bác nào thích mua đồ đẹp thì đến với em thì bao nhiêu cũng là rẻ. Còn bác nào thích đồ rẻ đến mua đồ đẹp nhà em thì bao nhiêu cũng là đắt. Bởi vì là nó do từng con mắt nhìn từng người một. Có người thì mua cái đẹp thì đắt một vài triệu cũng được. Nhưng có những bác thì thích rẻ thì có khi là đẹp lứa mà vẫn đắt thì các bác cũng không mua. Cho nên thì em bán thì tùy các bác. Các bác đánh giá của em với chất lượng của bếp nhé. Đấy, em quay qua thành vách các bác bếp. Giờ em bật bếp coi nhìn. Em thì không bao giờ có chỉnh sửa Photoshop gì đâu. Đấy, video thế nào mình bán thật như vậy. Bếp cũ đang qua sử dụng. Nhưng chất bếp thì còn 1910. Cực đẹp luôn. Đấy, em vào bật bếp bác này. Đấy, nhà em thì em khẳng định nhà em lúc nào cũng bán là đồ zin toàn tập. Nếu như mà bếp cứ động chạm sửa chữa rồi, cứ nhấc máy lên alo cho em Lâm hoặc xuống nhà em Lâm mà kiểm tra bếp đã bị động chạm sửa chữa rồi, em Lâm khẳng định là tặng một chiếc bếp này và tặng thêm 10 triệu để bác lấy tiền phí đi được. Đấy, vì đã làm mất thời gian của bác. Bởi vì em bán hàng nó phải như vậy, chỉ bán những con bếp đẹp và bếp chất lượng. Đấy, những video em lên là em máy hết sạch luôn, không bao giờ bếp ế nhà em. Bởi vì là khách thì hầu như là nhiều bác đến nhà em thì nhiều bác thích mua đồ đẹp. Lên này em bán rất là đắt khách. Đây, bếp bật tắt ở đây. Đấy, rất là dễ dùng. Nó nháy thì chưa có lồi. Để lồi lên thì nó sẽ không nháy. Để lồi lên thì sẽ ngắt luôn. Các bác phải lên hiểu là một con bếp đẹp nó khác một con bếp xấu. Còn một con bếp zin nó sẽ khác một con bếp sửa chữa. Đấy, chơi đồ Nhật. Như thế nào đồ Nhật? Đồ Nhật thì nó vô vàn các bác. Con xấu, con đẹp, rõ ràng hai con như nhau nhưng chất lượng lại khác nhau, bởi vì nó còn nằm ở bên trong cái phụ kiện bên trong. Đấy, đồ đặc nó phải zin, nó phải chất cơ, mạnh nhất là không đụng chạm cơ, thì dùng một con bếp đấy thì nó yên tâm lắm. Đấy, các bác mua bếp nhà em thì biết rồi, bao giờ khâu hậu mái nhà em cũng phục vụ các bác rất là nhiệt tình luôn. Đấy, bác nào kết trước này thì nhấc máy lên alo cho em, full 2 sensor, full in luôn. Đấy, giá nó rất bình dân luôn. Con này thì giá nó dưới 10 triệu. Đấy, nó chỉ còn lâu nó đến 10 triệu được. Giá này rất là bình dân. Đấy, các bác cứ nhấc máy lên alo cho em luôn. Đấy, nhà em thì bán cả giá thợ và giá dân. Nên các bác thích mua giá nào thì mua tùy các bác. Đấy, máy cực đẹp rồi. Mặt kính vân đá. Con này thì rất là sang trọng, mà sạch. Nói chung nhà bác nào mà không giữ gìn được ấy thì dùng cái con này rất là sạch. Đấy. Bếp rất là nhanh sôi, bật cái nó sôi ngay mà. Đấy. Đấy, ở đây nó điện em nó hơi yếu, cho nên là sẽ không lên được số được. Đấy. Nên là cái dòng full in này nó rất là hay. Nếu các bác đang dùng ấy tự dưng mà nó sụt số đi ấy, tức là điện áp này bác là nó yếu. Đấy, hoặc là khỏe quá tự động nó sẽ sụt số đi, dùng rất an toàn. Nói chung dòng bếp Dương này em đánh giá cái dòng bếp ba la đời cao này dùng rất an toàn luôn mà không sợ là hại đường dây điện. Bác nào kết thì alo cho em nhé. Đấy, em chào các bác.